Thưa quý vị, lâu nay nhiều quý vị đã biết những cái từ bản thân hiếu ở Việt Nam với cái sự chống lưng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và một số quan chức lãnh đạo cao cấp đã tạo ra rất nhiều các cái tỷ phú đô la ở Việt Nam thông qua các cái chính sách trục lợi để làm giàu về kinh tế mà lâu nay người ta gọi là đó là cái lực lượng tư bản đỏ, bởi vì bọn này nó có những mối quan hệ và kiên trì bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bởi vì cái thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nhà nước Việt Nam hiện nay nó mang lại cho họ rất nhiều những cái lợi nhuận. Và thưa quý vị, trong cái bài viết có tựa đề Cửu Vạn Đỏ của tác giả Lý Trần, một người chuyên viết về những vấn đề thân cung bí sử cung đình của nhà nước Việt Nam hiện nay, đã đưa ra một cái danh từ mới để chỉ bọn tư bản đỏ, đó là bọn Cửu Vạn Đỏ. Mà theo tác giả, Cửu Vạn là một cái quân bài trong đánh tổ tôm, trong đó hình ảnh Cửu Vạn mang dáng dấp của một người khuân vác. Do vậy những người làm việc khuân vác thường được người ta gọi là Cửu Vạn. Theo tác giả, khuân vác nó cũng là một cái nghề bình thường như muôn vàn các nghề khác, hoặc là những người cứu sống lương thiện bằng sức lực của chính mình. Tuy nhiên bọn Cửu Vạn Đỏ ở Việt này, chúng nó là một loại chủng khác, làm xấu mặt những người khuân vác lương thiện. Theo tác giả, những cái đại gia như Kim Đầu, Bạc Vượng, Vin, Quang, Ma San, Quyết, Còi, FLC đều hiểu mình họ là người thế nào và họ nhờ ai để trở thành các cái tỷ phú đô la. Con đường trở thành đại gia của tất cả bọn này, theo tác giả, đều bằng đút lót, hối lộ, cấu kết với quan chức cộng sản. Và bọn này nó đã thành thạo trong công nghệ này khi mà chúng nó sống và kinh doanh ở các cái nước hậu cộng sản, đó là hệ thống chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Nó không khác gì khi các cái chế độ cộng sản sụp đổ những năm 1989-1991. Nó là một cái chế độ độc tài, độc đoán, thối nát và tham nhũng như Việt Nam hiện nay. Theo tác giả Lý Trần, đó là những lý do tại sao chỉ có những sói Đông Âu nó mới thành công trở thành các cái tỷ phú đô la ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo tác giả, khi có ý định đầu tư thì cá nhân nào không chịu đút lót, không chịu hối lộ, không chịu làm Cửu Vạn cho các quan chức cao cấp Việt Nam thì đừng quên cái tấm gương của tỷ phú ông Trịnh Vĩnh Bình, một nhà đầu tư có quốc tịch Hà Lan. Ông Trịnh Vĩnh Bình đã phải trải qua tù tội biết bao nhiêu sự đầy đọa trước khi thắng kiện chính quyền Việt Nam, một cái chính quyền với bản chất đồ tể và trấn lột. Với sức mạnh của truyền thông là đòn đốt tài sản công và tài nguyên của đất nước, theo tác giả, để đảm bảo cho công việc cướp mãi của cái bọn Cửu Vạn Đỏ này, đó là việc chúng nó thúc đẩy chính quyền Việt Nam tham nhũng càng nhiều càng tốt, bịt miệng người dân, đẩy người dân, đặc biệt là những người nông dân vào bần cùng. Đó là lý do tại sao những cái loại mafia cộng sinh đỏ này tại Việt Nam luôn luôn ủng hộ Đảng và nhà nước, thậm chí họ còn chung tay với các quan chức Việt Nam, hợp đồng tác chiến hoàn hảo, có những trận đánh đẹp của Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y, Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo Trung ương trong một cái đại án Việt Á. Trong vụ việc này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã kiếm tiền trực tiếp trên tính mệnh của người dân bằng cách cho phép nhập các cái tiết kết giả. Phải nói đến Bộ Y tế có những cái vai trò trong việc kiếm tiền bằng cách liên doanh với các cái doanh nghiệp tư nhân bất hảo. Đó là lý do tại sao các cái sử gia tử tế của Việt Nam đã ghi nhận những cái việc làm khốn nạn thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bên cạnh những cái tội ác khác chống lại nhân dân như cải cách ruộng đất, nhân văn giải phẩm, Mậu Thân 1968, Đồng Tâm 2020 và bây giờ là tội ác diệt chủng năm 2021. Những điều vừa kể cho thấy tội của bọn đại gia một thì tội của cái bọn quan chức cao cấp cộng sản Việt Nam gấp 10 lần. Tuy nhiên cái sự cộng sinh giữa các tỷ phú hay các cái đại gia đỏ với các cái quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam nó chỉ mang tính thời vụ. Một khi ông chủ là quan chức cộng sản và bộ máy cộng sản, người ta đang khai thác đủ mức nhóm lợi của đại gia này thì họ xây dựng một cái đội ngũ mới, và lúc đó là lúc người ta sẽ tính sổ với bọn này. và gán cho nó những cái tội danh để xử lý. Và đó là lý do kết hợp với cái việc ở Trung Quốc đang tiến hành việc dẹp tỷ phú, thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị một cái chương trình toà rập theo lối Trung Quốc. Đó là lý do tại sao các cái tỷ phú đô la, các cái đại gia đỏ hay Cửu Vạn đỏ Việt Nam, họ đã đánh hơi thấy những cái sự bất an. Đó là lý do tại sao thời gian gần đây bọn này, tức các cái đại gia từ bản đỏ Việt Nam, bắt đầu có những hành vi của kiến trên chảo nóng. Bởi vì bọn này cảm thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sắp áp dụng bài học cùng hưởng thụ của Tập Cận Bình, là một cái bài học theo quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên bắt đầu có những tác động, những cái hiện tượng được cho là các tỷ phú bắt đầu tẩu tán tài sản, mà bắt đầu bằng vượng vìm trong cái việc dừng sản xuất ô tô chạy xăng, mở một cái công ty VinFast Singapore để làm bệ đỡ cho việc chuyển tiền ra nước ngoài. Rồi Trịnh Văn Quyết trong cái việc bán tháo 75 triệu cổ phiếu trong những ngày vừa qua, làm cái hành động rút tiền để trả nợ cho Trung Quốc. Theo tác giả bài học nuôi béo để thịt của những người cộng sản ở Việt Nam, nó có từ thập niên 1970-80, nó vẫn còn nguyên tính thời sự ở cái thể chế độc tài chấn lột này. Trong khi người thì gọi là tư bản đỏ, người thì gọi là bọn bò sữa đỏ, khi bình thường thì những tư bản đỏ ở Việt Nam cấp sữa cho các ông bà chủ, thậm chí chăm bắm bảo kê, tưởng như không ai có thể động đến họ. Và rõ ràng các cái kẻ bảo kê cho các cái thế lực tư bản đỏ, cựu bản đỏ, tất nhiên phải là những cái quan chức cao cấp có thế lực, có quyền hành nghiêng trời. Tuy nhiên khi có sự, chính những cái kẻ này, tức những cái kẻ từng là ông chủ, sẽ lập tức thí những cái sân sau của mình. Bởi vì lấy với lý do không bao giờ các ông chủ hy sinh vì con bò cả, không có con này vắt sữa thì nó tạo ra những cái con bò khác để tiếp tục vắt sữa. Và thưa quý vị, điều đó nó trùng hợp với cái bình luận của nhà báo Hồ Thị Hồng, vợ nhỏ của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cố vấn của cựu Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng, đang nói rằng trong những ngày gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cái tuyên bố rời bỏ Trịnh Văn Quyết và tập đoàn FLC và dành toàn bộ sự ủng hộ cho tập đoàn Formosa, là một cái con bò sữa béo mập nuôi cho ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và các ủy viên trung ương gốc Hà Tĩnh. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau đội 12, thế lực chính trị ở Hà Tĩnh có tới 16 ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên trung ương. Để quý vị hiểu rõ sự tác động của tập đoàn Formosa tới chính trị ở tỉnh Hà Tĩnh ra sao, trở lại bài viết của tác giả Lý Trần. Theo tác giả, người ta nói cái bọn Cửu Vạn đỏ nó mang kiếp Cửu Vạn nên chúng nó phải cung cúp tận tụy khuân của ăn cắp của các quan chức về cho chủ của nó, nhưng tương lai của nó cũng không khác gì những cái con bò sữa vừa kể. Và có lẽ hình tượng này phù hợp hơn bắt đầu từ Kiên Bạc, tức Nguyễn Đức Kiên, một trong những cái kẻ giàu lên nhanh nhất và kết thúc cũng nhanh nhất. Nguyễn Đức Kiên khi bị truy tố, hy vọng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ che chở và cứu Nguyễn Đức Kiên thoát tội, nên trong các phiên tòa Nguyễn Đức Kiên tỏ ra ngạo mạn. Kết cục thì như quý vị đã thấy, cho đến nay Nguyễn Đức Kiên thụ án tới 10 năm vẫn chưa có lời kết. Hay mới đây nhất đó là cái vụ việc Việt Á của ông Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt. Theo tác giả, liệu tính mạng của Phan Quốc Việt trong những ngày tới đây có được bảo toàn hay không đang làm cái dấu hỏi, bởi vì khả năng người ta diệt khẩu Phan Quốc Việt là một cái điều rất quan trọng và cần thiết để chạy tội. Tuy nhiên điều đó không dễ đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và thưa quý vị, chúng tôi có những tin tức cho biết Phan Quốc Việt hiện nay cất giấu trong một cái safe house, tức là một cái căn nhà bí mật mà ít người biết, để đảm bảo sự an toàn. Bởi vì bây giờ Phan Quốc Việt mà lăn đùng đã chết thì vụ việc Việt Á sẽ chấm dứt, là một cái điều mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm không mong muốn. Điều đó cho thấy chế độ Cộng sản tham nhũng ngày nay, họ luôn luôn bảo vệ cán bộ của họ, nhất là những cái cán bộ đang có thế lực, giữ những quyền lực quan trọng ở trong đảng. Và người ta sẽ đổ mọi tội lên đầu Phan Quốc Việt hay các cái Cửu Vạn đỏ mà thôi. Và thưa quý vị, một khi các cái tỷ phú đỏ ở Việt Nam đã quyết định làm Cửu Vạn cho các quan chức Việt Nam, thông đồng với họ, giúp họ ăn cắp, thì những cái kẻ đó phải hiểu rằng sẽ có tới ngày những Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết, vân vân và vân vân sẽ trở thành những cái con tốt thí mà thôi, và Cửu Vạn sẽ chết lục ở trong tù hoặc đột tử vì ngã bệnh hay mắc bệnh lạ. Thậm chí những cái trường hợp cỡ Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang vì tranh giành quyền lực mà người ta cũng tiễn chỉ bằng một cái tiểu polonium 12. Đó là cái câu chuyện tranh chấp quyền lực, tranh chấp quyền lợi của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và nó có ảnh hưởng tới tính mệnh. Theo tác giả, đây là những cái bài học cho những tay Cửu Vạn hay bò sữa đỏ đang cùng với các quan tham phá hại, tàn hoàng đất nước Việt Nam, đầu độc xã hội về mọi mặt và hành hạ người dân Việt Nam. Chắc chắn bọn này sẽ có một kết cục như vừa kể. Bọn Cửu Vạn đó ngày nay họ đã cùng với quan chức trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như công an, quân đội, họ được phép kinh doanh, họ có quyền thao túng toàn bộ hệ thống kinh tế Việt Nam hiện nay. Còn sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, còn Đảng Cộng sản Việt Nam và cho phép quân đội, công an làm kinh tế, thì những cái nhân vật như Tất Thành Cang, Phùng Quang Thành, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Vĩnh vân vân và vân vân là một cái câu chuyện không có hồi kết. Khi còn cái lũ Cửu Vạn đỏ này thì những người dân lành, những người nông dân vô tội như Đoàn Văn Vên, Đặng Ngọc viết, những dân oan đồng tâm Dương Nội sẽ ở những cái hoàn cảnh như người ta phải chấp nhận trong những ngày này. Đó là lý do tại sao những người nông dân, những người dân yêu nước phải đoàn kết một lòng đứng dậy bảo vệ gia đình mình trước cường quyền. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.